Sử dụng sức mạnh của effect cái này à? Thing that makes the store. Có nghĩa là cái từ. Mình đang chỉnh lại cái bánh đó, đúng không? Có hình như là nó tự động nó nhớ lại ra. Nên tôi lắp sai rồi. Ở history 1 đây này. Lắp sai con mẹ rồi. Thế là nó sẽ lấy cái vật liệu nó sẽ ghép luôn cho mình. Nhưng mà cái vấn đề là tôi gắn sai ấy. Gắn ngược lại. Master. Ô, chuẩn mẹ luôn. Thế là vẫn bọn Giga này, ồ vãi. Ôi dồi ôi, mẹ mày. Master Yoga rồi. À đâu là Master Giga này. The credit. Where the credit is. Mình tưởng thằng cha này toang rồi ấy. Nếu mà có kẻ địch tao chứ không bao giờ quên. Thì đấy là cái người đã đã đuổi ta rồi khỏi về cái sa mạc. Căn cứ sa mạc đến chỗ cái vực sâu này. Thế là thằng cha này rơi xuống cái chỗ này thật. Đó là ngươi. Bây giờ ta sống chỉ có một mục đích là báo thù. Cả ngươi và cái con công chúa đáng ghét Zelda là cái kẻ thù của ta. Điều này có nghĩa là cả ngươi nữa. Chúng ta lại gặp nhau là nữa rồi. Đừng bảo là ngươi lại quên ta. Bởi vì chúng ta là những con người kẻ thù truyền kiếp à. Thằng này chứ không phải truyền kiếp. Cái thằng Ganon mới truyền kiếp. Nên là nghe tên của ta và run sợ. Tao là thủ lĩnh của tộc Giga này. Master cô gà. Master cô thủ lĩnh của tộc Giga. Nên là bây giờ ba cái chuyển trụ sở xuống vực sâu rồi. Để làm trò mèo thế này. Ta đã thấy người có sức mạnh của thời xa xưa. Mà ta đã tìm kiếm từ rất lâu à? Người có nhớ được cái đồ người đã xây dựng và có thể tái tạo nó một cách nhanh chóng á? Với khả năng đã bị mất tích từ cái quá khứ xa xưa này. Là người là tên chết bẩn à? Và bây giờ bọn tao lại phải làm công đít này để mà xây dựng cái khu này bằng chính cái đôi tay bọn tao. Và ngươi chỉ đến và tạo dựng nó một cách nhanh chóng á. Ngươi có biết là ai có thể sử dụng cái sức mạnh đấy không à? Cái con người mà bọn cha ta tôn thờ đó là Magnificent One. Nếu mà ta sẽ giao nộp ngươi cho ông ấy á, thì ông ấy có thể tiêu diệt người và Zelda. Thế là thằng này làm việc cho thằng Ganon à? Nhưng mà có vẻ như người quá ngu. Ý hả? Tự chui đầu vào dọ. Nên là thằng nó chưa đấm mình ra. Từ ra là nó đánh mình luôn. What the f... Thôi chết rồi, mình chưa gắn cái kia. Hãy sẵn sàng đi. What the f*** của mẹ đấy. Ô, thế là bây giờ đánh thằng cha luôn à? Ô vãi. Tôi chưa sẵn sàng tôi bổ mẹ này. Này, mời bác. Mình sẽ lấy mình quật cho thằng cha này. Mình lái được nhỉ? Mình không lái được đồ đó. Mình không ấy được. Bây giờ mình phải lấy một cái gì mình đấu nó.
Bắn nó đi, con này mẹ. What the bro. Ôi mẹ cha nó. Hay là mình phải xây mình đấu xe mày nhớ nhỉ? Thôi từ một mẹ này. Xe nó đi như này chơi bời gì. Cái xe lúc nãy thì mình lại. Cái vấn đề là cái xe này lúc nãy là mình xây sai. Mẹ ơi, lại phải gắn cái này này. Chơi bỏ mẹ này. Mình xây sai, mình lắp ngược bánh ấy. Đùa. Nè, chấn cái xe này thằng cha này. Mình không chấn được xe của nó ra. Thế mình không chấn được xe của nó rồi. Thế là xây mấy cái xe này nó chỉ tốn cái zone 2 luôn thôi à? Mình không lái được mà này. Lão này ngu hơn mình tưởng nhỉ. Bác này thủ lĩnh mà ngu vãi lênh luôn. Mình trèo lên xe mình cho thằng này chạy. Cái này quất đau phết là đùa đấy. bác thủ lĩnh này không làm gì được. Ui bây giờ thằng này nó có cái chặn kinh hơn này này. Thật ra là có khi mình gắn cái gì mà nhỉ. Thằng này cũng sắp mật này. Trước khi mình phải tăn nó ra. You better lead the path. Tại sao mày không con sâu bộ này, tại sao mày không đứng yên mà để tao đè bẹp mày. Được rồi, tao đoán là tao thấy thì than được mày của ngày hôm nay. Mày nghĩ rằng mày khôn. But I already found nhưng mà tao đã kiếm được nhiều cái thứ hay ho ở dưới này hơn rồi. Tao đã thấy mấy cái trò mèo của mày. Mày đã thử sử dụng cái tay phải này mình để mình xây nhiều thứ đấy. Tao sẽ lấy cái sức mạnh này của mày à, mà mày đã chơi bẩn à. Rồi tao sử dụng à. Ở cái mỏ phía nam. Tây nam à. Tây nam mai. Đấy là cái nơi mà Magnificent và tao sẽ dẫn dắt cái thế giới để đến cái chỗ đến thống khổ à. Cái thằng Master này xến phết. À được đấy nhỉ. Ô thằng này mẹ chế đồ kinh phết đấy. Đừng có đi theo tao à. Nhưng mà không đi theo, nhưng mà ông chỉ cho tôi là ông đang ở đâu rồi mẹ. Bác này lại giở trò mèo tiếp. The Master Kuga of the Ziga Kala. The Side Adventure này. Ok bro. Heal Crystallized Chart accomplished. Ủa ngon quá nhỉ, 100. Excuse me. Cảm ơn vì đã đánh đuổi cái tên vô lại đấy. Thamma Mason. Cái người đàn ông ấy đề cập đến cái một cái mỏ bỏ hoang à. Ở phía nam. Tây nam à. Tôi nghi ngờ là hắn nói đến cái mỏ của cái là Gerudo này. Cái nơi đấy có nhiều cái hoạt động từ hồi xa xưa này. Nên là có the status support the way. Nên là có được cái bức tượng nó chỉ đến cái đường đến cái mỏ bỏ hoang của Gerudo à. Thế nó lại có tiếp mấy cái tượng. What the f. Tôi đề xuất là đi lên cái bức này. There's something I would like to have. Thế là cậu hãy nói với cộng sự của tôi. Cộng sự mấy con này. Nên nó sẽ mở ra mấy quét mới.
I see you have ability to open to be main schematic stone I carry for you. Nên nó sẽ có cái schematic stone này. Auto build save. Thế là mình có thể ghi lại những cái... Đây là khắc trên đá đấy này. Nó cái schematic stone. Thế là nó tạo ra cái máy bay như thằng kia này. Nó cho mình luôn một cái ra. Có thể tự động xây nhiều cái thiết bị. Nên là game nó cũng sẵn cho chúng ta ấy, cho những người nào lười mà xây như mình. Xin hãy đợi tôi chuẩn bị những cái vật liệu cần thiết cho cậu để kiểm tra cái schematic stone này. Đây là cái vật liệu nó. Tôi biết là ông hay rồi nhưng mà từ từ. Nên là mình sẽ sửa cái schematic ra. Nên nó sẽ hút luôn cái này ra. Chuẩn mẹ luôn. Được đấy. Có thể xây những cái thứ mà cậu chưa bao tưởng tượng. Hy vọng là cậu có thấy nó hữu dụng. Mình không biết là mình có nên đi ra luôn cái mỏ cái không nhỉ? Ui. Ui, dưới này có nhiều cái pole này. Hình như cái chỗ này nó có rail ra. Thực ra là nếu mà mình đi theo cái rail này mình không biết là dẫn đi đâu nhỉ? Nó là phía tây nam là cái đoạn này ra. Nó phải là cái mấy cái chỗ đánh dấu này không nhỉ? Nó có thể đổi từ mấy cái shop này. Processing zone 9 này. Nó xử lý zone này nó chuyển sang mấy cái ấy này. Để nó chuyển thành mấy cái crystal ra. Crystal right chart này. Cái này mình biết rồi này. Mình có thể mình đổi luôn ra. Nên là ba cái zone 9 này thì là 110 này. Total required đây. À ba cái to thì là được cái này à? À thì bằng 20 cái nhỏ à? Hai mươi crystal right track. Thế này là... Cái này là 3 này, thì là được 20 à? Thì là được 1 à? Mình không biết là cái này nào xịn nào. Mình có mấy nhỉ? 1, 2, 3, take them all à? Nhận, thế là này nó đổi cái to ra, mình sẽ đổi 2 đi. Cần 6 này. Để mình ra đây mình nhớ cái này nữa. Như là mình lấy cái đấy mình bay ra đi luôn. Nó sâu phết đấy. Tôi bảo mẹ là cái chỗ này là nó không phải là... cái chỗ này là rơi sấp mặt luôn đây này. Nên nó có cái tượng này này. Mà không tới luôn á. Không tới luôn này. Tôi bảo mẹ rồi. Lấy cái này thôi. Các bạn bây giờ mình không có đủ energy để mình ấy. Ra kia mình rồi. À đâu, cái chỗ này vẫn có cái ấy này. Mình tưởng là phải vực nhưng không phải. Thôi bỏ mẹ hết pin rồi. Oh no. Ô, thế là máy bay này cũng nhận luôn gió này. Mẹ thơm phức. Con này bay xa phết đấy, đùa đâu.
nó có cái hệ thống rail này, này. Đang hạ dần độ cao. Đấy. Ok, chắc tôi nó. Nhưng đây là có hệ thống mỏ này. Mình không biết mình có nên đi theo cái mỏ này không. Nó ngay dưới này. Đây này, hình như nó bảo là đi theo cái tượng này ra. Ra đây này. Nhiều cái quá. Secret Spring of Revival này. Ô, cái chỗ này là nước à? Ô, đây này là suối nóng rồi này, ngon. Thơm phức. Secret of Revival, mình không biết đây có cái quest gì không? Ở trên này nó có hàng. Rồi, chúng ta lại quay lại sau đi. Cút. Nó tiện này, quét kia nó bảo thì ra chỗ này luôn vậy. Thế là mình đi bộ nó vẫn ra này, ra cái chỗ cây kìa. Chỗ này chắc mình phải đi nâng cấp cái pin mới được. Bây giờ là mình pin phò quá. Để mình quay trở lại cái bầu trời cho mình xem. Đó là nó sẽ có cái chỗ nâng cấp pin nữa. Hình như là cái chỗ sao... ui dồi, xa phết đấy, đùa đó. Mình đang nghĩ là có khi là mình nên xây cái hệ thống rail. Nên nó có cái rail nó dẫn ở đâu nhỉ? Sẽ là cái... đây này, cứ đi theo cái tượng này này. Nên nó bảo là mình đi theo cái đường ở trên. Bị gãy giò luôn. Thưa, mình đang muốn quay lại cái chỗ này để mình xây cái ấy. Xây cái mô tô đi thôi. Cho nó đỡ vất. Mẹ thật lạ thằng Giga này, ôi rồi. Bức tượng lạ kỳ này. I leave it to you. Tôi sẽ kể bí mật cái bức tượng thật sự đáng tiếc Linh. Bởi vì cậu sẽ chết ở đây. Phải đài. Mày chết đấy, đĩ này. Giờ mình sẽ đổi sang kiếm.
Nhưng mà bọn nó sẽ có cho nhảy chém ấy. Ui mẹ nó nhảy sau luôn á. Xoa. Non lá. Ủa. Nó có cái kiếm ấy này. Ui bọn này nhiều đồ phết. Đây là cái chỗ này cũng có xây được đồ này. Đây là cái mẹ này này. Mẹ vẫn còn xa lắm. Đây có bánh xe này. Có mấy cái nhún này. Nên nó còn là máy nhún thế. Ăn mất cái gì bây giờ? Không biết là cái này là cái gì này. Này là sao huyệt bọn này. Nó có soi đen đấy nhá. À nó làm xe à? Mình trần cái xe của nó nhỉ. Hình như mình không trần được xe này của nó ra. Mình cần là mình cần cái bánh lái này. Thế ra trần luôn cái xe này của nó cũng được nhỉ. Ui mẹ bọn này làm xe này ngon phết đấy, đùa đâu. Nhưng cái xe này là đi được trên mấy cái chỗ này, này. Xe đi tiện phết nhỉ. Đây là cái sao huyệt của bọn này. Đây là sao huyệt bọn này thật. Hình như là cái chỗ này luôn này này. Có khi là mình lại quay lại sau đi. Bọn này mình đi sâu quá thôi. Hết con mẹ pin này. Mình không biết là còn nhớ được cái này mà. Như cái này là cái bắn ra ra. Ủa như cái hút nút đi. Mình tìm cái chỗ nhớ nào mới được. Đi tốt quần này. Không có cái bánh lái khó chịu nhỉ mẹ mày. Bây giờ mình muốn đi tìm cái mấy cái bánh lái mấy là cái thằng cha cái phải là bà là cái chỗ này không nhỉ? Ui mẹ nó còn có cả máy bay đấy, phải đi. Công nghệ cao. Mình nghĩ là cái chỗ này rồi sao ấy. Theo cái bức tượng này. Đây là cái căn cứ của bọn này. Có khi là mình phải quay lại sau để mình vào ấy. Không thấy cái cửa nào để vào nữa. Phải bay lên trao cao trèo vào trong ra. Bay lên cái nấm ấy này.
Nó bịt hết cái đường vào. Chỗ này lại ấy này. Không có đường nào vào thật. Ok, mình sẽ đánh dấu đây. Fighting. Mình sẽ quay lại anh kia đi. Mình sẽ quay lại cái bầu trời để mình xem có cái gì không. Yeah, nó có cái chỗ để nó mần nâng cấp hay sao? Chắc là cái chỗ này là này này. Mining. Mining cave. Hình trái tim này, trời một tiếng buồn ngủ quá. Nóng thật đấy. Nên là bầu trời ngoài thôi nhỉ. Trên này mượt căng này. Phải cái chỗ này không nhỉ? Crystal refiner air product. To produce one energy we require one crystal richer. Energy well này này. Hình như là đây là sao nhỉ? Mình sẽ cần 100 cái Crystal Rai Chạc này. Nó sẽ ép cho mình ra cái pin như thế này. Chuẩn mẹ luôn. Thì nó sẽ tính là Energy Well này. Small Pack. Thì nó sẽ là một cái cục kìa thôi à. Mình tưởng là nó có cả một cái to kia. Thì là một cái pin này nó sẽ là ba cái cục bé này. Mình không có đủ ở... Yep, thế này tốn ghê. Nên là cái mỏ trên này là nó bảo là hết rồi này. Nên chúng ta chỉ xuống ở dưới sâu để chúng ta đào này. Thế là làm... Chả biết cái này là gì nhỉ? Spot mark, the old map. Thế là cái chỗ này là đánh dấu kho báu thôi. Để mình ra đây mình xem cái có gì không nhỉ? À không. Thực ra là mình có thể mình đi làm một số cái quest ấy. Làm cái... đi tìm cái Dragon Tear này thôi. Hình như nó vẫn ở cái chỗ... Cái này là thế là mấy cái đoạn phim à? Nghĩa là khoảng thời gian mà nó nối tiếp nhau ấy. Cái đoạn này là cái đoạn mà thức tỉnh này. Thế là cái sự kiện này là nó sang ngay sau cái đoạn thức tỉnh này là công chúa quay về quá khứ này. Nó tính là đoạn số 3 này. Nên là mình sẽ đi ra cái đoạn kia thôi. Nên là mình sẽ kết hợp chơi cái đoạn mấy cái nhiệm vụ phụ với mấy cái nhiệm vụ chính ấy. Để cho nó hấp dẫn thêm. Để chúng ta đi ra cái chỗ này, Dragon Tear này. Đi giải mấy cái sai luôn. À, mình sẽ quay lại cái chỗ sao huyệt của Ziga sau ấy. Chỗ này mình giải chưa nhỉ? Cái chỗ nào mà đánh dấu này là chưa giải ra đúng không? Mình nghĩ là chưa giải.